cách đây không lâu, cộng đồng mạng từng khá sốc với hình ảnh một cô gái quên mặc đồ lót khi đến cửa hàng tiện lợi, áo khoác sâu tận bụng thả rong dòng một, còn quần thì chẳng khác miếng bikini ractatouille hở gần hết mông. Đẹp chả thấy đâu, chỉ thấy hàng chục nghìn người nhảy vào gạt đá tơi tả, chê cô nàng vô duyên hết sức. Qua gì nổi đình đám gì màng co da thịt hới hinh ở cửa hàng tiện lợi Đài Loan cách đây vài tháng. Chưa dừng lại ở đó, mới đây lại có thêm một thiếu nữ nối gót hành động phản cảm nơi công cộng, nhưng đẳng cấp vô duyên đã tăng thêm nhiều đa gian nữa với việc tự bóp ngực giữa siêu thị. Lại thêm một pha hoa thân nhức mắt ở Trung Quốc, nữ chính tự giặt ngực ra bóp. Được biết, nơi thánh nữ bóp ngực vừa gây náo loạn là một siêu thị đồ nội thất, gia dụng ở Bắc Kinh Trung Quốc. Cô gái trẻ đã dừng lại trước một chiếc gương lớn, vô tư vấn án lên rồi dùng tay nắn bóp ngực hồn nhiên như chống không người. Điều đáng nói là cô ấy không hề mặc án ngực hay miếng dán nào, khiến dân mạng cũng câm nín, không hiểu thiếu nữ này thần kinh có vấn đề gì. Dân mạng sốc với 1.001 tư thế lăn lộn của cô gái giữa siêu thị lớn. Bất chấp ánh nhìn hoảng hốt của mọi người xung quanh, cô gái còn di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau trong siêu thị, lặp đi lặp lại hành động vấn án kho dòng một, tạo dáng phản cảm. Trong đoạn clip ngắn kèm theo được netizen Trung chia sẻ với nhau, một số khách hàng trong siêu thị còn tỏ rõ thái độ bất ngờ và khó chịu khi buộc phải chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc. Song, nhân vật chính chẳng thèm đếm xỉa tới những ánh mắt giòn ngó đó, vẫn thản nhiên làm những thứ mình thích như ở nhà. Có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy hành động kỳ quặc như vậy nhỉ? Theo người chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội thì sau khi phát hiện những hành động bất thường của cô gái, nhân viên an ninh siêu thị đã tới nhắc nhở. Tuy nhiên, cô gái vẫn cố chấp nói giọng thách thức rằng làm gì là quyền của cá nhân cô. Bao người đành lắc đầu ngao ngán, chẳng rõ mục đích của cô ấy là gì.